Rồi xin mời quý vị chúng ta một tràng vỗ tay cổ vũ cho tinh thần hai đội đi quý vị. Cầu thủ số 8 là Huỳnh Văn Đen Em. Chắc cái này là em của Tài Em đó. Và cầu thủ số 13 tên là Nguyễn Chí Tính. Phải muốn bàn kia nó ham banh quá. Bé là bàn trái một cái thằng đi vào. Chúng tôi đề nghị các khán giả cũng như các cầu thủ chúng ta ngồi xích ra đường biên ngang để các trọng tài hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Một chút xích. Một vòng rất nguy hiểm cho số 18. Tuy nhiên anh mất bóng rất là nguy hiểm. Số 7 anh tạt ngang qua nhá, tuy nhiên bóng đã nằm gọn trong tay đúng không các đoàn? Rất nguy hiểm, chúng tôi chỉ thấy cầu thủ một pha chiều vào thua rồi đó ơi. Tuy nhiên đúng không Văn Quý lại thấy cầu thủ lại cầu giao đội lại thấy số 4 anh tái hiện một quả đi một pha bản công nhanh của các tài rất hay và chính xác như cho các cầu thủ đội Cường Nhạc hưởng một pha nó xuống. Tuy nhiên một pha đá vào góc của các cầu thủ đội Hồng Hà bóng được tay vào sân. Tuy nhiên hậu vệ của đội Cường Nhạc một pha không vào. Chúng tôi chị cũng đã gần tới mùa xuân rồi nên anh em đã giữ cân giữ chân giữ chân. Một pha tạt vào, hai cầu thủ. Tuy nhiên hậu vệ của Văn Quý có vào. Đẩy ra biến nè, nhanh nha. Ông Nguyễn Đăng chút, hai cầu vào, một cú ra chân rất. Là phản xạ rất nhanh như tia chớp. Một quả tạt vào rất nguy hiểm. Tự nhiên nghe đâu. Một quả nó xuống. Của cầu thứ hai rồi kêu giác. Anh quyết định chơi qua. Wow. Một pha phản công nhanh là
Số đang là 2-0. Ghi bàn huyết là cầu thủ Nhật. Một phát xuất. Tự nhiên bóng bài rất xa. Một pha tạt vào nhau. Tuy nhiên không còn Văn Quý thì cắt. Má nó phạt ra cái gì vậy? Một pha thứ ba rất nguy hiểm, bóng đi trúng các cầu thủ. Con xem biết bài vào là đa dạng. Thế là quá quá đợi. Nhà sống bao luôn ca sĩ luôn. Nấu ăn là đẳng cấp 5 sao. Giá rẻ. Một quá. Chúng tôi đang nói về dịch vụ của Cường Nhạc thì bên đội Cường Nhạc hình như là cho các cầu thủ đội Cường Nhạc. Nhà đập nhau. Bóng vẫn tiếp tục. Cao thủ đầu mà anh quyết định tăng ba. Như vậy là các đội Cường Nhạc một pha thôi đi các bạn phải ngủ một quá thôi sao không không quá xuất sắc. Đất nhìn trong dài đất. Đi ra. Không bị xảy ra. Ôi trời ơi, xin cố vào. Cái chào em mượn quá không? Không bằng một ba sao? Qua được ba bay, em quyết định. Anh dẫn cầu bóng cho cô Huy Quỳnh 50, anh đợi đồng đội lên, anh chuyền ngang cho đồng đội số 18, anh Huy Quỳnh chuyền góc về cho thầy mạnh Lộc ơi, cần ngắn ra cứ đứng trên không à Lộc ơi.
tay đá đi, đá đi rồi người ta đang thua mà, đang thua mà đội cả mà. Đó bỏ chết. Đang quay video mà đang quay video mà rất là đẹp, tự nhiên cái chạy bỏ. Bỏ bao nhiêu chậu luôn. Phát tiền vào hướng hướng lên số 7. Đâu vậy là đánh suốt. Không vào. Không vào. Lỡ Đức đánh tiếp còn các cầu thủ đội Hồng Hà. Như vậy trọng tài Văn Tiến đã thổi còi kết thúc Cường Nhạc FC và Hồng Hà FC. Để chúng ta chứng